Do đại dịch, toàn thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 1.400 trẻ dưới 18 tuổi mồ côi, trong đó 66 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 19 trẻ sơ sinh mất mẹ khi vừa chào đời. Qua khảo sát, hầu hết gia đình và trẻ đều muốn sống với người tộc, với người thân. Do vậy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chính sách hàng tháng nhận tiền hỗ trợ giúp đỡ trẻ mồ côi. Quy định hiện nay chỉ có trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ mới nhận trợ cấp hàng tháng theo mức trẻ dưới 4 tuổi là 900.000 đồng, ngoài độ tuổi này là 540 000 đồng, Do vậy thành phố đang vận động doanh nghiệp, tổ chức cá nhân giúp đỡ cho tất cả bao gồm trẻ mồ côi một bề. Đến nay 215 trẻ được các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu hàng tháng 1 đến 3 triệu đồng mỗi em, thời gian giúp đỡ từ 1 đến 15 năm. Ngoài ra thành phố có những hoàn cảnh rất đặc biệt như không còn người thân nào, trẻ mồ côi lần thứ hai do người nuôi dưỡng giám hộ đã mất vì Covid-19. Với những trường hợp này, các cơ quan liên quan sẽ tìm người nhận nuôi, phương án cuối cùng mới đưa các em vào trung tâm bảo trợ đối với các em muốn học nghề các trường cao đẳng trung cấp nghề do sở lao động thương binh và xã hội quản lý sẽ tiếp nhận và miễn toàn bộ học phí ngoài ra các trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc sở cũng sẽ chủ động phối hợp tìm việc cho các em sau khi ra trường